cái giường này à, đưa gần vô. Cái gì? Bóc kèo nữa nè. Ăn kèo nữa không? Cho ăn nữa không? Cho ăn nữa không? Cho ăn đi chị. Đưa không mời cho. Đưa không mời ra. Ồ, tôi ăn kèo ngon sống đi. Chị đang bảo mình bị hao mòn hết rồi. Có ói không? Không đâu phải là má không lên não à? Hay là đâu người cũng bị đó là nhà yên là di truyền rồi từ mẹ kia mấy đứa cháu cũng bị đèn bên đây tối vậy đây.
chọn cái giường này, xin nó đắp giường. Đúng rồi anh. Nhìn trong nén khe.
Đi ban mạc đây. Ôi chết chết trời. Đi ăn căng thẳng hay dịch này. Dịch nên khổ thế cái gì. Nhái rồi. Môi mắt sạch. Tí rồi, cũng hẳn tí quá. Thiệt chứ, đai như thế này. Kinh quá lì ơi. Không có chứ. Anh nghe kêu rụt rụt đó.